Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay Vua Xe xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về cái cách khai đăng ký xe ô tô Đây là cái bản mềm Và các bạn quan tâm đến bản này thì liên hệ chúng tôi Để chúng tôi sẽ gửi bản mềm cho quý vị và bạn Theo số điện thoại là 070-228-5999 Để khai cái, cái thủ tục này thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sơ qua để Các bạn nắm rõ về cái khai đăng ký xe này Đầu tiên là phần chủ xe tự kê khai này tên chủ xe thì chúng ta sẽ khai tên của chúng ta ra ví dụ tôi là Trần Văn Đại này Trần Văn Đại tôi sẽ bôi bôi đen và bôi đỏ vào đi bôi đỏ và viết hoa và cho bạn dễ nhìn địa chỉ thì tôi sẽ lấy cái địa chỉ theo sổ hộ khẩu của chúng tôi ví dụ là phương canh Um, từ liêm hà nội các bạn uh, sẽ khai theo đúng cái địa chỉ uh, của mình uh, của mình nhé chứng minh nhân dân hộ chiếu các bạn đã viết cái số chứng minh nhân dân hoặc là về cái căn cước công dân vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đi. Chúng ta sẽ viết đầy đủ vào đây. Cấp ngày hôm nay là ngày 16, 16, tháng 4 năm 2020 tôi, tôi biết tạm này thôi tôi nhỏ một chút xuống dòng mất tại đây thì tại Hà Nội biết rõ là Đấy, cái của bạn các bạn ở đâu thì các bạn sẽ ghi ở đấy vào. Điện thoại, điện thoại tôi điền điện thoại của tôi vào để các bạn sau này liên hệ dễ nhá. Sẽ điền điện thoại vào. Cần gì các bạn cứ liên hệ chúng tôi để chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn. ngồi đó số điện thoại luôn này loại tài sản loại tài sản thì chúng ta điền là uh, ô tô bán tải tôi sẽ làm uh, về cái xe bán tải Ford ranger quay trách tôi sẽ điền ô tô bán tải xe vận tải Nhận nhãn hiệu nhãn hiệu đây là for số loại Hàng... Quay trách chúng tôi sẽ bôi đỏ vào xe bán tải chúng ta điền thông tin vào đấy màu sơn thì tôi thích tôi hợp màu đen. Tôi có những xe màu đen này. Xe màu đen này. Năm sản xuất thì chúng ta điền vào cái năm sản xuất của cái xe vào. Sản xuất 2020. Sân 2020. 2020 này dung tích xin anh con uh, bản cao nhất là uh, 2.0 thì có đó là 1998 cm khối 1998 cm khối Rồi đó số máy chúng ta sẽ căn cứ vào cái um, tờ khai uh, nguồn gốc nhập khẩu và cái đăng kiểm của cái chiếc xe này KN A à, B X Y Z gì đấy 1 2 3 4 Ví dụ thế chúng ta sẽ căn cứ vào cái tờ khai của, của chúng ta để chúng ta sẽ điền điền thông tin nó vào Tương tự số khung cũng thế Số khung chúng ta cũng điền các cái thông tin như vậy Lý do này chúng ta đây là cấp mới này chúng ta thì có thể là cấp mới hoặc là đổi đăng ký lại gì gì đấy nhưng mà xe của tôi tôi đang làm là cấp mới tôi xin công đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn là chịu trách nhiệm trước pháp luật sau đó chúng ta sẽ điền thông tin vào hà nội ngày tháng năm điền ngày đi ngày bao nhiêu đấy ngày 16 tháng 4 năm 2020 ký ký và sẽ ghi đó họ tên ở cái phần dưới này còn lại thì phần kiểm tra xác định của cơ quan chức năng thì cái này thì chúng ta sẽ ghi bỏ qua này đi đăng ký mới này tích vào đây tích vào đăng ký mới dán một bộ cà số khung đây là một quả số máy trước này, xong này một quả số khung này, dán vào và ghi cái thông tin thực ra những cái phần này thì ở bên công an người ta sẽ ghi hoặc là chúng ta dành thì chúng ta sẽ ghi vào dài rộng cao trọng lượng kích cỡ lốp hàng hóa loại chứng từ và chứng từ thì bao gồm một là hóa đơn giá trị gia tăng hai là tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu ba là đăng kiểm chất lượng bốn là cái giờ tờ giấy nộp tiền ngân sách nhà nước đấy cái đấy thì các bạn ghi cũng được hoặc để bên cơ quan công an người ta sẽ ghi trên đây là chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái tờ khai đăng ký xe mà các bạn sẽ ghi vào thông tin vào để đi đăng ký xe cảm ơn các bạn đã quan tâm xin chào và hẹn gặp lại